Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Tam Mỹ, Hãn Phỉ. Tác giả Hương Tiểu Mạch qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Đối với những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay nhấn nút subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãn phỉ Tập 19 Thiệu quân chạy vào nhà vệ sinh với tổ chim dán trên đầu và đôi lông mày bỏng sát. Điệt mợ, điệt bà nó. Làm sao rửa được mấy vết keo này? Còn mẹ nó chứ, rửa bằng cái gì đây? La Cường kìm cậu lại, nhẹ giọng nói. Đừng nhúc nhích, em không phải tự rửa đâu, anh sẽ giúp em rửa. Nhưng chiều đó chưa đến giờ tan tầm, La Cường không thể rời đi, phải quay lại chỗ ngồi của mình hắn cũng chẳng còn tâm trí để làm việc. Nhìn xuống hai bàn tay với keo con chó dính đầy các ngón, ngồi đến thử người. Thiệu quân ngồi cả buổi trong phòng vệ sinh mãi không ra, y cũng sắp phát điên mất rồi. Keo 502 dính cả vào lông mi, lông mày, y hung hăng cọ lau khuôn mặt của mình, cọ mạnh đến lột cả da, khuôn mặt tuần tú giờ giống như bị úp một chiếc mặt nạ nhựa trắng bệch. Rất nhiều đồng nghiệp vào xem tình hình, ai cũng đều không nhịn được, bình luận mấy câu. Thiếu gia, cậu giờ nhìn cậu giống như anh nam chính trong phim trạng vạng lắm đó. Cái anh chàng đẹp trai, mặt trắng bài kỳ. Ôi trời ơi, đáng đẹp trai mà. Giờ bị hủy dung, bị hủy dung rồi. Tiểu thiệu, đến bệnh viện rửa càng sớm càng tốt đi. Không thể rửa thứ này bằng xà phòng hay nước được đâu. Thiệu quân thậm chí còn không ăn tối. Y không dám vác cái mặt bị như thế này đi gặp ai cả. Y lấy một chiếc ghế đầu đặt trong phòng vệ sinh ngồi cong lưng trên chiếc ghế như một con khỉ mặt úp vào bồn rửa một đồng nghiệp bước vào nói tiểu thiệu tôi đưa la cường từ đội của cậu đến này anh ta nói rằng anh ấy có thể giúp cậu tẩy keo thiệu quân đau lòng nheo mắt lại nước mắt nhìn la cường tức giận nói không cần anh ta la cường ngắt lời cảnh sát thiệu cậu không biết cách rửa nó tôi thì biết Thiệu quân không muốn La Cường nhìn thấy mình trong bộ dạng chúa hề thế này. Y cáo kỉnh, phất tay với hắn. La Cường bất lực nhìn Y. Thằng nhóc này như một đứa trẻ to đầu bướng bỉnh. Nói. Cảnh sát Thiệu, cậu không thể rửa sạch nó bằng nước xà phòng được. Tôi đã từng làm những công việc này rồi. Còn cậu thì không biết làm sao. Tôi biết tẩy thứ này đi, để tôi làm cho cậu. Thiệu quân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Đúng là Y thực sự thiếu kinh nghiệm y chưa bao giờ sử dụng những hóa chất công nghiệp như này nên không biết cách xử lý. Lạc Cường mang đến một cái chậu rửa bằng nhựa, đổ đầy nước ấm, rồi pha nước giấm trắng từ nhà bếp và loại rượu trắng bán bên ngoài. Thiệu Quân thì thào: "Còn dám tặng chữ rượu cơ đấy." Lạc Cường nheo mắt: "Nó có thể rửa keo, em có cần không?" Thiệu Quân bĩu môi, không nói nữa. "Em ngồi xuống hẳn đi, đừng ngồi xổm." chân tê rồi đấy. La Cường thì thầm, ôm lấy eo Thiệu Quân từ phía sau, đưa y khỏi ghế đầu và ngồi xuống. Thiệu Quân vẫn còn chưa cam lòng, khịt mũi mấy cái. Này là gì vậy? Mùi như dầu chuối công nghiệp. La Cường nói, dầu tùng hương, nó hay dùng trong mấy xưởng dán kính để lau keo. La Cường lấy bọt biển lau mặt cho Thiệu Quân, lau đến chân mày, thật cẩn thận không để lông mày bị rụng sau đó lau đến lông mi bàn tay của la cường rất to ngón tay thô giáp làm công việc tỉ mỉ như thế này rõ ràng không tiện lắm chỉ ước rằng có thể tỉ mỉ lau từng sợi mi của thiệu quân hai người mặt đối mặt chóc mũi của họ gần như cọ sát vào nhau phản chiếu trong đôi mắt mỗi người là khuôn mặt người kia đang nhìn chằm chằm gương mặt mình thiệu quân đảo mắt đột nhiên nói em còn tưởng anh không biết rửa keo Vậy mà anh biết cách rửa Còn để tay chân dính đầy keo như thế là Cường cúi xuống Tỉ mỉ lau Thở ơ nói Tay anh thô Quen làm việc như thế này rồi Bẩn thì thôi Mặt em thì quý giá Hiệu quân hử một tiếng trong khoang mũi Làm dụng lông mi rồi Ghét quá là Cường nhớ mày nhìn y Vậy để anh nhẹ tay hơn Thiệu quần bĩu môi khóe miệng chậm rãi cong lên răng lành cắn cắn môi lòng bỗng trở nên mềm nhũn, tâm trạng cũng rực rỡ như hoàng hôn ngoài cửa sổ thiệu quân cười tít mắt nói ừm um, quan tâm thế này là thích em lắm phải không la cường cười trong cổ họng không phát thành tiếng hừ nói dù sao em cũng có thể tự nhìn được mặt em đâu toàn để đàn ông ở đây ngắm nếu xấu xí mặt dính keo nhăn như ông già tám mươi thì người thiệt thòi là anh mà Thiệu quân trợn tròn mắt Dám chê em, anh dám chê em à Thằng nhóc này La Cường nhìn y Vượt rồi, tàm bánh bao của mình Làm mình làm mẩy như con gái Thật là đang chịu thua hắn Xấu hổ vì lúc trước nói không thích bàn tay bẩn của hắn La Cường lau sạch khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Tam ra xong Thì bắt đầu lau qua tóc Thiệu quân khom lưng Ngâm cả đầu vào trong chậu La Cường luồn hai bàn tay to vào tóc của y Xoa nhẹ lúc nào cũng có người ra vào phòng vệ sinh rửa chén cơm rửa tay ai cũng có thể thấy cảnh là lão nhị đang giúp cảnh sát tiểu thiệu lao tóc nên hai người không thể quá thân mật la cửa ngồi đó mặt lạnh te không có một chút biểu cảm nào động tác của hai cánh tay cũng tương tự như nhào bột cái đầu nhúng vào chậu giống như đóng bột lớn tất cả những cảm xúc và khao khát chôn giấu trong lòng đều như trào ra dưới mười ngón tay ấy bàn tay chạm vào đường nét trên đầu thiệu quân từ từ xoa bóp dọc theo chân tóc chạm vào sau tai sau cổ lưng thiệu quân phập phồng đột nhiên giật giật bả vai như thể muốn thoát khỏi bàn tay la cường buồn trồn đứng ngồi không yên đừng cử động la cường gằn giọng đừng xoa em như vậy giọng thiệu quân hơi hồn hển vậy anh phải xoa thế nào la cường cộc cằn hỏi thiệu quân vươn tay nằm lấy bắp thịt mạnh mẽ dán chắc chỗ đùi trong của la cường rồi xoa mạnh một cái ngay lập tức la cường phát ra một tiếng ưm uhm, trong cổ họng thiệu quân buồn bực nói vậy em xoa thế này anh chịu được không khu trại giam mới được quản lý nghiêm ngặt cả hai đều là người mới vào chưa kịp khai trương chiến trường mới đã hơn nửa tháng rồi mà không tìm được cơ hội thân mật Tình lực đã quá dư thừa tay chân ngơ ngáy lòng thì nóng gian, người như tan chảy, khát vọng lẫn nhau. Mỗi lần nhìn nhau, cả người như tan thành nước. Tâm trạng lúc này rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với lúc hai người chưa yêu nhau. Là cường mỗi đêm nằm trên giường, đều nghĩ đến cái mản thầu vừa trắng vừa tròn, khóe miệng cong lên, không giấu được niềm vui, cũng không còn lo lắng hay bực dọc, rất thoải mái. Cho dù người thanh niên ấy, đời này hắn có thể sẽ không bao giờ được ôm siết cùng ngủ trong một ổ chăn. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại của y, trái tim La Cường lại sáng bừng lên, dạo dực dồn dập. Là lão nhị trước đây chưa từng chăm sóc ai như thế. Từ trước đến giờ, hắn chỉ gội đầu cho duy nhất một người, đó là tiểu tam nhi quý giá của hắn. Lúc tiểu tam nhi vẫn còn nhỏ, ở trong nhà chung, anh trai nó là người tắm, gội, rửa mông cho nó. Trong sân ngày hè, La Cường đổ đầy nước ấm vào cái thau lớn bằng nhựa màu đỏ ném la tiểu chiến vào ngâm mình cho mát tiểu tam nhi thích vọc nước cầm con vịt đồ chơi bằng nhựa ngồi trong thau đập tay nước và bọt xà phòng bắn tung tóe lên mặt anh nó là cường vớt mặt nhào mát uy hiếp đừng có phá dám phá nữa không là tiểu tam nhi không hề sợ hãi tung một cú đá từ bồn tắm nó có võ công từ trong bụng mẹ Tùng chiều yến sơn vô ảnh chân bản chân mũm mĩm đạp vào mặt anh trai nó là cường bị trúng chiêu chừng mắt nhìn tiểu tam nhi khóe miệng cong lên đứa nhỏ này đúng là to gan dám đạp ông đây là cường trêu ghẹo cầm lấy con vịt nhựa bắt nạt tiểu tam nhi đuổi theo mổ mổ vật nhỏ mềm mại chưa phát triển đang lủng lẳng giữa hai chân la tiểu tam nhi trong nước con vịt nhỏ bơi tới bơi tới mổ em mổ em này bùm nó mổ rớt luôn rồi là tiểu tam nhi a a la lên nắm chặt tay anh trai, cười khanh khách, vẫy đạp không ngừng. Mỗi lần tắm xong, mấy anh em đều tạt hết nước trong thao ra ngoài không còn giọt nào. Vậy mà 5 năm, năm sau, hai anh em gặp lại nhau, đứa nhỏ đã lớn thành thiếu niên. Là lão nhị chưa bao giờ tắm cho em trai nữa, nhưng em hắn cũng tắm rửa cho hắn vài lần. Là chiến từ bên ngoài trở về, không tìm được anh trai nên đi vào phòng tắm thăm dò. Anh hai, là cửa ngựa cổ ngâm mình trong bồn tắm trên cánh tay có vết thương dài do bị dao ba cạnh chém sàn nhà máu chảy loang lổ là chiến cao mày nói anh anh cứ như vậy không chịu nổi đâu em đưa anh đi bệnh viện nhé là cường ngậm điếu thuốc ngoắc ngoắc ngón tay không cần đâu là chiến nói coi chừng vô nước để em tắm cho anh là cường nhanh chóng với cánh tay không bị thương còn lại của mình lặng lẽ nhét khẩu súng lục nòng súng vẫn còn ấm vào dưới bồn tắm Hắn không muốn Tiểu Tam Nhi nhìn thấy nó Là chiến bôi thuốc cho anh trai Băng bó đơn giản vết thương Sau đó ngồi trên băng ghế nhỏ gội đầu cho hắn Anh không cử động được cánh tay mà Phải không? Em gội đầu cho anh nha Em đi được rồi đó Là cường nheo mắt Chỉ tay ra cửa Tất cả mọi người đều sợ la lão nhị Chỉ có la chiến Chưa bao giờ sợ anh trai mình Khóc lóc om sòm anh ta cũng dám Là chiến thỏ xuống nước Véo một cái Không biết véo trường miếng thịt nào Thằng nhóc này Dám véo anh à Là cường thấp giọng mắng Mặt mũi không chút biểu cảm Cánh tay không bị thương của hắn Tóm lấy cổ tay la chiến Giật mạnh Ông chủ tiểu la hôm đó mặc áo sơ mi màu hồng Quần tây màu đen Tươm tất bảnh tỏn Chân bị mất thăng bằng Đập mạnh một tiếng Trượt ngã vào bồn tắm La chiến còn nguyên bộ quần áo Ngã mạnh trên người anh trai con rồng đen và con rồng vàng đánh nhau trong bồn Nước bắn tung tuế Bắn cả lên trần nhà Anh làm em mướt hết rồi Mấy bộ quần áo mới mua này đắt lắm đó La Cường từ trong bồn tắm đứng dậy Cũng không thèm lau người Cứ thế đi châm thuốc lảo đảo bước ra Những đường nét cơ bắp trên lưng Trên mông khỏe mạnh Dưới băng gạc vẫn còn dỉ máu Động lại một vũng nước hỏa máu và la chiến còn ngâm mình trong bồn tắm không ngừng la hét vẫy đạp phía sau nghĩ gì đấy anh xong chưa thiệu quân dùng chân đá đá la cường hai mắt la cường tối đen nhìn người nọ trong cổ họng như có một luồng nhiệt nhưng không biết nên biểu đạt thế nào với người trước mặt sự dịu dàng đã nhiều năm không được nếm trải tưởng sẽ không có nữa tưởng cả đời cũng không có lại khiến xương thủy hắn ngơ ngáy bồn chồn hắn lấy một chiếc khăn bông lớn Đột nhiên phủ lên Thiệu Quân, quần tóc và mặt của y lại rồi kéo vào lồng ngực của mình. Anh, ừ... Thiệu Quân hai mắt tê dại, hụt hơi, dãy ruộng mấy cái, bị người phía sau kéo ngửa cổ lên. Một tia sáng lóe lên trước mắt, rồi một đôi môi khô khốc với những sợi dầu thô ráp chạm lên trán y. Là cường tranh thủ lúc xung quanh không có ai, nhanh chóng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lập tức đứng lên. Cẩm chậu xoay người, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thiệu tam gia còn chưa nguôi ngoai khẩu vị, đã bị bỏ lại phía sau. Trên đầu quấn một chiếc khăn bông lớn. Nòm như mấy người đàn ông ba tư, ngồi ngay người chăm chú nhìn bóng lưng của La Cường nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong lòng như có vô số xúc tu cào chọc. Ca trực đêm hôm đó, Thiệu Tam Gia ngồi trong phòng giám sát soi mặt trong cái gương nhỏ trên bàn, đau xót vuốt mái tóc gần như tàn tạ của mình. Dầu tùng hương công nghiệp làm cho y bị dị ứng da, nổi mẩn đỏ trên mặt. Da mặt Thiệu Tam gia của chúng ta mềm mại và mỏng manh biết bao, đâu có mà da dày, thịt béo như cái tên là lão nhị kia đâu, làm sao chịu được mấy thứ linh tinh như rượu cồn, dầu tùng hương được. Y lấy hai quả dưa leo từ bếp, cắt thành những lát mỏng, soi gương đắp mặt nạ dưa leo trong phòng theo dõi. Bản chất Thiệu Quân vẫn là một người bảnh tỏn ăn diện, rất chú ý đến ngoại hình và vóc dáng thường mua các sản phẩm chăm sóc da, quần áo và đi tập gym. Huống chi Tam gia bây giờ đã có người trong lòng, có người mà mình thích, nếu gương mặt tuần tú này thực sự không đẹp nữa, chắc chắn sẽ là một đòn đả kích rất lớn trong lòng tự trọng, tự tôn, sĩ si khí của một người đàn ông. Y cố gắng chịu đựng mấy ngày, vẫn không thể làm gì khác hơn là cắt bỏ phần tóc đó. Là Cường đã cội đầu cho y rất cẩn thận, nhưng dù sao cũng không thể trở lại như ban đầu. Vì vậy Ngày hôm nay, toàn bộ nhóm tù nhân nhìn ra từ cửa sổ nhỏ của phòng giam, thấy thiệu tam gia mặc đồng phục cảnh sát, mang tắc lưng. Cố tình đội mũ cảnh sát thấp sùm sụp, dưới cái mũ là một kiểu tóc húi cua của tù nhân trông rất ấm ức. Thiệu quân làm kiểu đầu mới trong tiệm hớt tóc nhỏ của trại giam. Khu nhà tù mới thực hiện chính sách tự cung tự cấp, khuyến khích phạm nhân tham gia nhiều ngành nghề lao động khác nhau, giữ được khả năng tái hòa nhập xã hội trong tương lai. Nên là thợ hớt tóc cũng là phạm nhân. Thợ cắt tóc cho thiệu tam gia, không ai khác chính là Hồ Nham. Tiểu Hồ Ly là một thợ cắt tóc trước khi vào tù. Y rất khéo tay, từng làm việc trong một tiệm làm tóc cao cấp có tên Mỹ Ảnh ở Bắc Kinh và là nhà tạo mẫu tóc chính. Những tù nhân đến làm việc trong tiệm cắt tóc được phép sử dụng dao kéo, phải được điểm khoan hồng ở mức 2. Hồ Nham là một trong những tù nhân có biểu hiện tốt, chứ những người như La Cường hay đảm đại thiếu thì còn khuya mới có thể đến đây làm việc. Nhưng mà thật tiếc, nhà tạo mẫu tóc Mr. Hồ của chúng ta đến đây chỉ là để làm kiểu tóc duy nhất, chính là cạo đầu. Ví dụ điển hình cho câu đại tài tiểu dụng, lấy dao mổ trâu giết gà. Tất cả các tù nhân bước vào ngưỡng cửa này theo đúng yêu cầu và quy chế nhà giam chỉ có thể cắt trăm lần như một đẩy tông đơ thành cái đầu chọc sáng loáng bàn tay khéo léo thêu hoa dệt cấm của Mr. Hồ không hề có đất dụng võ. Hôm nay là ngày nghỉ, La cường tranh thủ lúc rảnh rỗi, lạc lư dảo bước vào tiệm hớt tóc. Hồ Nham đang đẩy tông đơ cho một tù nhân khác, vừa nhắc thấy La cường, trong mắt y lập tức dính chặt vào hắn. Anh Cường đến rồi, ngồi đợi em một lát, một lát thôi. Anh Cường, anh đừng sốt ruột, đừng đi, đợi em nha. Chàng tù nhân xui xẻo đang được hồ nham hớt tông đơ, là ai oái ối giời ơi lỗ tai tiểu hồ ly lỗ tai của tôi thân hình mảnh khảnh của thiệu tam gia từ trong bóng lưng rộng lớn như núi của la cường lắc lư bước ra lúc hổ nham thấy thiệu quân cũng tới đôi mắt y chợt ảm đạm đi trong tiệm hớt tóc có quản giáo và một người quản lý thiệu tam gia hoàn toàn không cần phải đến nhưng làm sao mà y yên tâm cho được y bủn xỉn keo kiệt lắm người của y y phải đi theo bảo vệ không cho ai dòng ngó hết. Hổ nham nhẹ nhàng dùng hai tay ôm đầu La Cường từ phía sau, nhìn từ trái qua phải, tầm tắc khen thầm trong lòng. Y cảm thấy cơ thể vạm vỡ và cái đầu như con báo này của La Lão Nhị thực sự càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Hổ nham bừng bừng nhiệt tình hỏi. Anh Cường, anh muốn để kiểu tóc nào? La Cường không quan tâm lắm. Vào chỗ này còn có thể ý kiến kiểu tóc sao? Cạo sạch sẽ hết là được rồi. Các phạm nhân khác đến đây thì leo thẳng lên ghế đẩy tông đơ đẩy xong thì cút đi nhanh nhanh Mr. hồ không thèm hầu hạ thêm lấy một phút nhưng riêng với la lão nhị Mr. hồ bao trọn gói dịch vụ bôi kem cạo dâu lên má và cằm của hắn bắt đầu cạo dâu cẩn thận dâu tóc là cường rất nhiều bộ dầu hắn đen dày kéo dài từ hai bên mai tóc đến cằm kéo đến tận hai đường gân xanh trên cổ trong tù chỉ có thể dùng máy cạo dâu chạy điện tệ hơn cạo bằng lưỡi dao nhiều hổ nham cúi xuống để mắt thật sát tỉ mỉ cạo bỏ phần dâu gần ít hầu hắn thiệu quân ngồi cạnh đó 2 mét trên tay cầm một tờ tạp chí hai con mắt dưới vảnh nón như bắn ra mấy mũi tên lạnh lẽo Cằm của la cường tam gia gia vẫn chưa chạm vào đâu y nhìn chằm chằm vào sau đầu của la cường phẫn nộ đếm số lần hồ nham hạ dao tên tiểu hồ ly này nếu y dám cạo 200 lần Tam Gia Gia sẽ lấy lưỡi dao cắt 200 lần lên mông con hồ ly lẳng lơ và của tên khốn khiếp này luôn. Hổ nham cạo xong dâu cho La Cường. Theo quy trình hồi đó, y phục vụ khách trong các tiệm làm tóc cao cấp. Bước tiếp theo sẽ là mát xa ra đầu. Thiệu Tam Gia không thể ngồi yên được nữa. Tên khốn khiếp kia ngửa cổ ra sau. Hải mắt híp lại, vẻ mặt rất hưởng thụ khi hổ nham mát xa. Tư thế thân mật kia rõ ràng là đang âu yếm. Hổ nham đã từng là một thợ chuyên nghiệp Kỹ thuật đó, lực nhân đó Chắc là phê không nói nổi ha Thiệu quân lạnh lùng đi tới Sắp xong chưa Thời gian thông khí cũng sắp hết rồi Còn 5 phút nữa Hổ nham liếc đôi mắt nhỏ Nhìn một cái không cam lòng dưới hàng lông mi dài của mình Cầm cái tông đơ lên Hổ nham đẩy tông đơ hai bên Và đỉnh đầu của lá cường Lúc đấy đến phần ót Y nói Anh cường Đầu của anh em cạo thêm hình nhé Lạc Cường nhướng mày hỏi Cậu tính cạo hình gì? Hổ nham đáp. Anh muốn hình gì thì em cạo hình đó. Giống như hình xăm phía sau đầu vậy. Thiệu quân nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa cạo đầu, vừa cạo hình xăm. <laughs> Hổ nham tinh mắt, miệng lại nói nhiều, không ngừng díu xít. Dí. Anh Cường, em nhìn thấy trong nhà tắm, phía dưới anh có một hình xăm phải không? Hình xăm đó là hình gì vậy? Thiệu quân ngước mặt lên nhìn La Cường, ánh mắt dò hỏi. La cường nhìn đi chỗ khác không nói gì hình xăm mà hồ nham nhìn thấy thiệu quân cũng nhìn thấy ở trại giam ngày hôm đó nhưng thời gian cấp khác, chỉ lung tung liếc một cái không kịp nhìn kỹ hơn y chỉ nhìn thấy một hoa văn màu đen uốn lượn dọc theo phần hông phải của la cường chìm vào đám lông rộng rạp ở phía dưới bụng kéo dài đến phần tư mật nhất màu sắc rất đậm hình dạng độc đáo thiệu quân chưa bao giờ nhìn thấy một hình xăm đen tuyền đẹp như vậy đặc biệt là trên một người như la cường mỗi nét xăm đều hiện lên một sự bí ẩn nào đấy làm người khác căng thẳng lộ ra sức quyến rũ nam tính hừng hực hổ nhàm cũng lắm miệng liền thuyền nói anh cường hình như hình xăm của anh là một con rồng phải không một con tiểu hắc long thiệu quân đột nhiên nhướng mày nhìn chằm chằm vào la cường hổ nhàm nói nhưng hình như anh đâu phải tuổi rồng phải không đại ca em nhớ anh tuổi ngựa mà thiệu quân im lặng quan sát trong gương, ánh mắt La Cường không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói. Xong chưa? Có cạo tiếp không? Nếu không cạo, đưa tới tông đơ tôi tự đẩy. Ra khỏi phòng huyết tóc ngày hôm đó, Thiệu Tam Gia và La Lão Nhị, người trước người sau đi bộ dưới mái hiên trở lại buồng giam. Hiệu Quân đi vài bước, quay đầu lại, hùng hàng liếc La Cường một cái, bắn ra một mũi tên nhỏ. Bước thêm vài bước, y lại quay đầu nhìn lại, piu, bắn ra một mũi tên nhỏ khác là cường đi phía sau hai tay đút túi quần nhỏ giọng hừ nói làm gì vậy hai mắt trợn trắng lên thế là sao thiệu quân đột nhiên quay đầu sang chỗ khác hùng dữ chất vấn hình xăm tiểu hắc long rất đẹp đúng không là cường hừ một tiếng thiệu quân đấm vào không khí một cái gầm nhẹ hình xăm của anh xấu bỏ sư anh lại còn xăm lên chỗ đó nữa sao anh không tự xẻ thịt mình ra rồi khắc tên tiểu hắc long của anh lên xương khảm vào xương, sắm hết toàn thân luôn đi. Là cường im lặng một lúc, biết thiệu quân đã hiểu lầm, liền vươn tay nắm lấy cổ tay, kéo y lại gần, niết mạnh. Hình xăm lâu rồi, em nghĩ đi đâu vậy? Lúc còn trẻ, anh có một lần chạy trốn đến Quảng Tây, chỉ có một mình, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. Anh nhớ gia đình mình, nên xăm hình này vào lúc đó. Em đang nghĩ gì trong đầu vậy? là cường hiếm khi sẵn sàng giải thích cho người khác như vậy. Một mình xuôi nam, sống trong giang hồ, không ai ở nhà biết là lão nhị còn sống hay đã ra đi. Ngay cả La Cường cũng không biết, sống được hôm nay, ngày mai liệu có thể sống tiếp không? Trong vùng núi sâu, nơi tràn ngập những tên cướp và buôn ma túy người miến điện, La Cường bị bắn hai phát vào người và một nhát dao xuyên bụng, bị ném xuống khe núi. May mắn bắt được một nhánh cây, máu me khắp người hắn lấy tay nhặt ruột nhét vào trong bụng chỉ còn chút hơi tàn hắn leo ra khỏi núi trong vài ngày la cường là kiểu tính tình lạnh lùng trời sinh lúc đó trong lòng không còn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn sống sót có tới số cũng không chấp nhận còn một hơi thở cũng phải về nhà vì nhà còn có một đứa trẻ ngồi trước ngưỡng cửa đợi ông đây trở về lần nào thiệu quân nghe những lời tâm sự của la cường y đều rất buồn cho người đàn ông này y biết những năm đó ở trại cải tạo trẻ vị thành niên. Hắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Sau này, một mình lan lộn trong giang hồ, còn khốc liệt hơn rất nhiều. Giai đoạn đó, không biết đi đến quỷ môn quan bao nhiêu lần, rồi bỏ ra khỏi cõi chết bao nhiêu lần. Một người quá lạnh lùng và mạnh mẽ, để lúc thập tử nhất sinh, để cố sống sót cho bằng được, trong lòng nhất định phải có một sức mạnh tinh thần, bằng không làm sao có thể chống chọi được. Thiệu quân xấu hổ đến sụi lơ, gương mặt tức giận lòng dạ hẹp hòi lẩm bẩm thật tuyệt sao anh không xăm tiểu hắc long vào cái đó luôn đi một câu giấm ghen chua lòm khiến la cường không khỏi bật cười hình xăm tiểu hắc long thực chất là xăm ở bụng dưới nơi mũi dao đâm chúng khéo léo che đi vết sẹo dài sáu tấc khiến người ta kinh hãi kia trông tổng thể khá đẹp mắt la cường mềm lòng giọng nói cũng dịu đi nó là em trai anh còn em là em hay là sau này anh xăm cái màn thầu lên chim nhé em thấy được không thiệu quân trợn mắt tức giận cút đi ai thèm quan tâm đến mấy trò của anh la cường cởi mũ cảnh sát của thiệu quân thiệu quân nổi giận đùng đùng đủ đáng ghét trả mũ đây la cường nổi hứng chọc ghẹo đưa tay sờ sờ bộ tóc ngắn cũn của thiệu quân <laughs> quả trứng này đẹp trai thật thiệu tam gia vốn là một người có khuôn mặt thon gầy chân mày đẹp dù cạo gần hết tóc cái chán nhẵn nhụi đường nét chân mày và nét mặt càng rõ ràng góc cạnh đôi môi hồng hào không hề làm giảm sự tuần tú của gương mặt này thiệu quân rất ghét cái đầu chọc của mình y túm lấy mũ nhanh chóng đội lên để che đi cái đầu rồi bỏ chạy trên đôi ủng da lớn là cường chậm rãi đi theo phía sau ánh mắt nhìn theo vòng eo nhỏ cùng đôi chân dài khóe miệng cong lên một tia cười ấm áp cả hai luôn tranh thủ động tay động chân với nhau khi không có ai xung quanh, nếu không sẽ bị chết ngạt, chết cháy mất. Là cửa nhìn theo bóng lưng thiệu quân đang bỏ chạy, nhưng hắn không ngờ rằng có người cũng đang ở phía khác sân chơi, nhìn theo bóng lưng hắn. Đàm Long gây chuyện trong nhà xưởng, hất keo rán dính đầy đầu thiệu tam gia. Dĩ nhiên quy định nhà giam đâu thể để yên cho nó. Đàm thiếu gia bị biệt giam vài ngày, mới được thả hôm nay. Đàm Long vẫn chưa được tháo cùm ra khỏi tay, lê giày lắc lư đi tới, Thằng lõi này nhào mắt nhìn từ xa không thấy rõ lắm. Chỉ thấy La Cường đang đứng nói chuyện với một người trông giống như một quản giáo. Bàn tay to của La Cường xoa đầu người kia, đẩy vẻ cưng chiều. Đàm Long nhổ phẹt một cái lá đang nhai trong miệng xuống đất, lẩm bẩm nói. Là lão nhị, tôi nghĩ là ông chán sống rồi. Lúc Đàm Long giống lên câu. Nếu không phải vì mày tao đã không vào tù, mày là cố tình hại tao vào tù. Với La Cường kia là có lý do khi La Chiến bị bắt La Cường sau đó tự thú Hai anh em bị một lưới bắt hết Công việc làm ăn của cả hai tích lũy nhiều năm Đều đổ sông đổ bể Đối với những người như La Cường Liệu hắn có cam lòng Một số cửa hàng ở mặt tiền hậu hải Là do hắn có được từ tay đàm ngũ ra Trẻ nếp địa bàn hoạt động của nhà đàm Đến mức suýt phá sản Cái dậu lớn La Cường bị đổ một cái Bìm đã leo ào ào Kẻ thù cũ của hắn quay trở lại ngay lập tức Chia lại phạm vi thế lực tịch thu lãnh thổ bắt nạt đàn em hắn chiếm cửa hàng lấy tiền của hắn là cường vào phòng thẩm vấn cục cảnh sát khai hết mọi thông tin liên quan đến tất cả các giao dịch làm ăn của hắn với nhà đàm nhà lý cung cấp bằng chứng nhóm người này cũng hoạt động kinh doanh bất hợp pháp những người như đàm long công việc làm ăn dĩ nhiên cũng không trong sạch bằng chứng bất hợp pháp rất rõ cảnh sát vốn dĩ muốn phá triệt để đường dây một lưới bắt hết vì vậy năm đó đàm thiếu gia nối gót là lão nhị xa lưới pháp luật đàm thiếu gia chưa bao giờ vào trại cải tạo trẻ vị thành niên cũng chưa bao giờ chịu đau khổ lần đầu tiên trong đời ngồi tù là do bị la cường tố bây giờ cả hai bị nhốt chung một nhà tù đúng là oan gia ngõ hẹp đảm lòng hận la cường đến chết muốn lột ra ăn thịt hắn thiệu tam gia cũng không hoàn toàn đảm nhiệm phụ trách ban của đàm thiếu gia nhưng vài đội trưởng thay nhau trực ban đến phiên đội trưởng thiệu làm nhiệm vụ những ngày này Y cũng sẽ phải quản lý Đàm Long Đàm Long đêm đó Được quay lại ngủ trong buồng giam Nhưng vẫn chưa chịu thôi Nó lao sang giường của một phạm nhân khác bên cạnh Muốn trịch xã giao thì trịch Chỉ cần không đuôi mù Lao lên giường ban trưởng ban bảy Thì thiệu tâm gia cũng cóc thèm quan tâm Không liên quan gì đến Y Nhưng Đàm Long bạo gan đến mức Đánh thức tất cả các bạn cùng buồng Không ai ngủ được Lúc thiệu quân mở cửa đi vào kiểm tra Đàm Long đã để lên một tù nhân khác Lột sạch quần của cậu ta Định đâm vào chơi bời Thiệu quân ra lệnh cho Đảm Long trở về giường của mình Nếu lộn xộn sẽ bị quản lý nghiêm ngặt cấp 1 Dùng còng sắt khóa vào giường Đảm Long nheo đôi mắt đỏ hoe Khóe miệng nhếch lên Phiêu khích nói Tôi muốn xả Ngứa quá Thèm được xả Sao Cảnh sát thiệu Anh không cho ông đây làm với nó Ông đây làm với anh luôn Thế thế nào? các tù nhân khác cùng buồn rút hết vào chăn không dám hò hé thiệu quân lạnh lùng chỉ vào đàm long đừng nói nhảm không ngủ thì ra sân ngồi ghế sắt ngủ được không đàm long phấn khích nhìn chằm chằm bóng lưng thiệu quân đang đi ra ngoài ngắm vòng eo dẻo dai và cái mông cong của thiệu quân hàm răng thầm nghiến nó chắc chắn rồi nó không nhìn nhầm người nó nhìn thấy hôm đó là thiệu quân sao nó có thể buông tha người này một ngày sau đến lượt các tù nhân đi tắm tập thể lão vương bận việc không có ai canh gác nhà tắm vì vậy thiệu quân tạm thời đến canh y kê một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi cạnh cửa ngăn cách giữa phòng thay đồ và phòng tắm vòi hoa sen giám sát cả hai phòng thiệu quân lấy một cuốn tạp chí ảnh ra đọc không buồn ngẩng đầu lên trước mặt của y là bầy lợn trắng chán ngắt ai lớn ai nhỏ giờ y không còn hứng thú để quan tâm mấy thứ của người ngoài nữa đảm long hôm đó kiếm chuyện vừa tắm vừa nhào mắt nhìn thiệu quân nó tắm rửa sạch sẽ mà chưa chịu đi ra ngoài chậm rãi đi đến một nơi rất gần thiệu quân gần như đối diện ngay cửa ra vào chỉ cách nhau 2 mét tựa một đầu vào bức tường ẩm ướt thiệu quân bị bất ngờ nước mắt nghi hoặc nhìn nó đảm long luồn tay xuống háng tuốt tuốt dương vật bán dương vật mềm mại hồng hào nhìn thẳng vào mặt thiệu quân trợn to hai mắt toàn tròng trắng thiệu quân im lặng Đàm Long tựa đầu vào tường, trên môi mỏng nở một nụ cười dâm đãng. Nó có làn da rất trắng, tay chân trừ vài vết sẹo cũ thì toàn thân da rẻ mềm mại, lộ ra khí chất thiếu da búng da sữa. Của quý của nó có màu hồng phấn. Đàm Long ậm ừ nói. Cảnh sát thị hộ tôi đẹp không? Thiệu quân vô cảm đáp. <laughs> Quay tay cả buổi, cứng lên còn không to bằng ngón tay cái của tôi. Quê sệ nha. Đàm Long chỉnh lớn hai mắt trong mí Khuôn mặt khá điển trai dưới cái đầu húi cua Không có ý tốt nói Cảnh sát thiệu Anh không thích cái miệng này sao Tôi đang cứng này Đến thử một cái xem Thiệu quân lặng lẽ phun ra vài từ trong miệng Cút con mẹ mày đi Thiệu quân bình tĩnh Nhìn chằm chằm đàm long Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch Chim còn có màu hồng phấn Từ quần trước mặt thiệu tam gia là đang muốn ông đây tới chích nó à Con chim gầy như suy dinh dưỡng chưa dậy thì xong Ít lồng ở mông cũng chưa mọc đầy đủ Làm gì có cửa cho tam gia đây động tới Trong nhà tù Tù nhân thủ dâm trước camera Thậm chí cố tình canh khi quản giáo Đến kiểm tra ban đêm Nằm trên giường, cởi quần, phơi chim Mặt giáp mặt, quay tay cũng hay xảy ra Đây là một hành động khiêu khích trắng trợn Mà quản giáo cũng không làm bất cứ điều gì với chúng Đặc biệt là trong nhà tù một vài quản giáo trông đẹp mắt luôn có thể trở thành đối tượng quay tay của bọn tội phạm tầm thường. Thiệu Tam Gia là cảnh sát đẹp trai nhất toàn khu nhà giam số 3. Ai cũng biết điều đó. Nhưng thường thì không ai dám tùy tiện khiêu khích y. Đảm thiếu gia chọn làm việc này hôm nay. Trước con mắt của bao nhiêu người là để làm cho thiệu quân mất mặt, chọc giận y, nhân cơ hội khiến y nổi điên. Nó không đạn thật súng thật làm gì, nên nó biết thiệu quân không dám đánh nó. Nếu thiệu quân ra tay, nó sẽ lập tức đến tổ công tác của viện kiểm sát tố cảnh sát thiệu đánh tù nhân ngay. Quản giáo bên ngoài lại dẫn đến một nhóm tù nhân khác, đưa vào phòng thay đồ, tranh thủ cởi quần áo, chờ tốt bên trong tắm rửa xong. Ban trưởng ban bảy lê đôi giày vải đen, quàng khăn tắm nhỏ trên vai, ngẩng đầu, ướn ngực đi vào phòng thay đồ. La Cường hơi nghiêng đầu, nước nhìn về phía cửa thứ hai, thấy đàm tiểu long trần chuồng, khoe chim trước mặt tam bánh bao. La Cường đã nhìn thấy tất cả, Thiệu quân lười nhác ngồi đó Lạnh lùng nhìn thằng nhãi họ đàm kia Nó đang đứng dựa vào cửa Bằng một tư thế rất đĩ đượi. Phía dưới lủng lẳng đung đưa Vừa làm mấy động tác khiêu khích Như hẩy hẩy cái hông Nếu lúc này La Cường không đi vào Một giây tiếp theo nữa thôi Thiệu quân sẽ rút roi điện ra Nhắm vào con chim hồng vô liêm sỉ Bấm dòng điện yếu nhất Giật cho đàm long một cú tơi bời Nếu thiệu tiểu tam nhi không ngồi gác Ở trong phòng này Lạc Cường lúc này sẽ ngay lập tức đá thẳng vào nó, cho nó nát nhừ, sau đó cưỡi lên người nó, tụt quần trịch nó đến chết luôn. Là Cường chỉ mất chưa đầy 10 giây để thu hút sự chú ý của cả phòng tắm. Là lão nhị trần chuồng đứng trong phòng nhỏ, thân hình hoàn mỹ tràn đầy hóc môn nam tính, khiến cho không khí nóng ẩm xung quanh như muốn bốc cháy, khiến ai cũng phải ganh tị, cổ họng khô đắng. Mấy tên trong ban bảy hùng dũng oai vệ, khí phách xếp hàng sau lưng đại ca mình, cùng nhau dắt chim đi dạo. Là cường chặn cửa, lạnh lùng nhìn đàm long, không cần nói chuyện, ánh mắt đã rõ ràng. Cái gì? Dám lấy thước ra đo so với bố mày không? Đàm long nhìn lướt qua, trong lòng không phục. Thiệu quân lặng lẽ quay đi, đưa mắt về phía bức tường. Cây thường vàng bất khả chiến bại của la lão nhị, chấp bỏ luôn cảm xúc thiên vị cá nhân của mình. Thì thiệu tam gia cũng thấy là cường dù chưa cương, cũng hùng vĩ và xịn sò hơn con chim bé của đàm thiếu gia nhiều. Đàm Long nâng cằm, kiêu ngạo quay đầu, điếc không sợ súng, đưa tay tuốt thêm hai cái. Thiệu quân định dùng ánh mắt nói với La Cường. Đừng chấp nhặt nó, đừng đánh nó, đợi em xử nó. Nhưng thấy La Cường chậm rãi đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra. La Cường cũng không thèm nhìn Đàm Long. Lúc đi ngang qua, hắn thỏ tay vặn công tác vòi nước bên cạnh. Chốt mở vòi bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, kéo xuống dưới là tắt. Đàm Long đang nheo mắt quay sang thiệu quân chọc giận, không ngờ một cái vòi phun ở trên đầu nó đột nhiên phun nước ra. Dòng nước lạnh như nước đá, không có một chút độ ấm, đổ ào xuống nó. Đàm thiếu ra dấy lên một tiếng, nghe như tiếng một con mèo ướt kêu gào. Nó bị nước lạnh kích thích, nhảy nhổm lên, rồi trượt chân té đập mông xuống sàn nhà trong tư thế hai chân rang rộng, suýt thì bể trứng, Đám đông xung quanh cười ồ lên Mấy tên bên ban bảy là cười vui vẻ nhất Con chim hồng phấn đang giận dữ Bị rội một gáo nước lạnh Như một quả trứng bực bội Nó gục xuống trong tích tắc ỉu xìu xấu hổ Hôm đó đàm đại thiếu gia lại điên cuồng lao vào La Cường Đâm hắn một cái La Cường lắc mình nhanh nhẹn né tránh Không đáp trả Nằm đấm đảm long trượt mục tiêu Đấm vào bức tường ướt nhẹp Cả nhà tắm nhìn hai người đàn ông khỏa thân một người điên khùng bám theo đánh, một người nhanh nhẹn né tránh như mũi tên. Vài quản giáo xông vào nhanh chóng vượt đàm long xuống đất, nó lại bị bắt ngay tại chỗ vì gây rối và với bằng chứng sắc đáng đó, nó lại bị tống vào phòng biệt giam trong tình trạng còn đang trần trụi với thiên nhiên. Là cường lắc chim, ngay ngang tắm rửa dưới vòi, nước nhìn thiệu quân, khóe miệng hiện lên nụ cười trêu chọc. Thiệu quân bí mật liếc mắt nhìn hắn, mỉm môi kìm nén vẻ đắc thắng. <laughs> Cái tên chết dẫm này, Đàm Long hất keo lên người ta bánh bao Suýt chút nữa làm hỏng cả gương mặt đẹp trai của y Là lão nhị luôn nhớ kỹ chuyện này Hắn là người ôm hận nhất Có thủ át báo Ai động vào cục cưng của hắn Dễ mà hắn bỏ qua cho Sao hắn có thể không dở vài trò thủ đoạn Dạy dỗ thằng nhóc láo tuyết đó vài lần cơ chứ Đàm thiếu gia sống trong cùng một nhà tù Với là lão nhị chưa đầy một tháng Thì đã hai lần nó bị vào phòng biệt giam Lần này vào biệt giam 5 ngày Nó mới được thả ra Trưởng nhà giam đã chính thức cảnh báo nó. Nếu cậu còn gây rối, ông đây sẽ cho cậu vào lồng sắt, thực hiện hình thức xử lý kiểm soát nghiêm ngặt cấp độ 1 luôn. Người khác đi làm, cậu bị khóa trên tường. Người khác chơi bóng, cậu bị khóa trên tường. Người khác xem tivi, cậu bị khóa trên tường. Người khác đang ngủ, cậu bị khóa trên tường nốt. La cường mấy ngày nay tâm trạng cũng rất tốt, toàn thân tràn đầy ý vị vui vẻ, lồng mày khóe miệng lúc nào cũng cười cười không tự chủ được một đám lớn tù nhân đều chú ý tới, tụ năm tụ bảy xì xào bàn tán. Là lão nhị gần đây không có gây chuyện gì, đội chúng ta im lặng quá. Đúng rồi, dạo này anh ta vui vẻ lắm. Cuối tuần giặt quần áo trong phòng tắm, còn ngâm nga hát nữa cơ. Các thành viên ban bảy cũng phát hiện ra trưởng ban của mình dạo này như cây già nở hoa, đột nhiên bắt đầu an diện. Là cường trước đây rất xuể xòa, không để ý mấy thứ nhỏ nhặt. Quanh năm mặc đồng phục tù vải thô, đi một đôi giày vải đế giày màu đen bộ râu sùm xoàm quanh môi nhưng lại trông như một người đàn ông khí chất phong độ khác biệt trong đám đông không biết từ khi nào có vẻ như từ khi chuyển đến nhà tù mới hắn dần trở nên chú ý vẻ ngoài hơn là cường treo một chiếc gương nhỏ trên tường đầu giường mỗi sáng thức dậy đều ngồi xếp bằng soi gương cạo râu cẩn thận còn dướn cổ cạo cả râu ở trên cổ rửa mặt xong hắn còn thoa một lớp kem dưỡng ẩm dành cho nam giới lên mặt phun thêm một ít nước hoa lên người chai nước hoa màu cam lúc trước hắn lười dùng toàn hồ nham dùng giờ la cường giật lại đồ không cho ai đụng vô hồi đó dù là đông hay hè đồ lót bên trong đồng phục tù nhân của la cường luôn là kiểu quần cộc rộng thùng thình đàn ông lớn lên ở các con hẻm nghèo đã quen với việc thả rông mặc độc một chiếc quần xà lỏn rộng rộng là có thể vừa ở nhà ngủ vừa có thể mặc ra ngoài đi chơi, không chú ý quá nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, là cửa nhờ người mang đồ từ bên ngoài vào, một gói lớn đổ lót mới, là quần lót hình đầu đạn ôm sát cơ thể, tôn lên bộ phận nam tính của người đàn ông, đồng thời còn cố tình phô diễn đường cong thứ đó, có lồi có lõm, trông rất bắt mắt. Chiếc áo lót bên trong cũng được thay thế bằng kiểu dáng mới của năm đó, là áo ba lỗ ngắn tay, bó sát, màu trắng tinh hoặc đen tuyền. Tồn lên đường nét cơ ngực và cơ bụng hấp dẫn. Buổi tối trước khi lên giường, La Cường đứng bên cửa sổ quay lưng lại màn hình, cởi đồng phục tù dề dà như mấy pha quay chậm trong phim, để lộ đồ lót bên trong màu trắng hoặc đen, từ cột sống đến thắt lưng, từ lưng đến mông, đường nét cực kỳ đơn giản mà mạnh mẽ, phát họa ra một hình dáng nam tính. Sau đó leo lên giường không nói một lời, nằm ngửa ra, đôi mắt nhìn đến phía trước, góc tường cao, môi cong lên, là cường nhẩm tính trong bụng. Ngày nào mà tam bánh bao của chúng ta trực, ngày nào mà đội trưởng Trần, quản giáo Vương hay một quản giáo ớt ơ nào đó trực. Nếu là ca trực của người khác, hắn chùm chăn bông lên đầu ngủ đến sáng. Đến ca thiệu quân trực, thiệu quân không ngủ được, La Cường cũng không ngủ. Hai người ở hai bên đầu hệ thống giám thị, chỉ lặng lặng nhìn nhau, ở bên nhau cả đêm, âm thầm nhớ lại khuôn mặt của nhau trong đầu. Có đôi khi chịu không nổi, hắn mở chăn bông, cho tay vào chiếc quần lót hình đầu đạn, nằm lấy dục vọng đỏ rực, thở hổn hển tuốt lên xuống, cổ ngửa cao, tựa đầu vào bức tường cứng để người bên kia nhìn thấy ít hầu đang run rẩy của hắn. là cửa mặc quần lót gợi cảm nằm trên giường, tung chiều cuối trước camera. lôi cỗ đại bác đẩy hàm muốn ra dụ dỗ người khác. thiệu quần bị hắn dụ, sao có thể chịu được? có hai hoặc ba lần sau khi xem tin tức tập thể trên tivi buổi tối vào thời gian hoạt động tự do trong phòng giam La Cường không biết vô tình hay cố ý sẽ đi ở cuối đội hình rồi sau đó bị quản giáo cử đi chạy việc vặt Thiệu Tam Gia đưa tay ra khỏi túi quần lặng lẽ là một tín hiệu bí mật La Cường nhẹ nhàng nhắm mắt lại là lão nhị đi là đi đến khi chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tắt đèn hắn mới vội vã quay trở lại bao quanh người là cái lạnh bên ngoài buổi đêm Hết tập 19 các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Nam Mỹ Hành Động Hãn Phỉ Tác giả Hương Tiểu Mạch qua phần trình bày của Sam Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo